Hello, hello, chúng mình em đã quay trở lại với video tiếp theo của NTG Gaming. Và tất nhiên rồi, để tiếp tục với phần 6 của đấu phá thương khung thì không có lý do gì chúng ta không đến với phần tiếp theo rồi phải không nào? Đấu phá thương khung phần 4 tập 7, Tử Hỏa Đan. Trước khi đến với chủ chính của video ngày hôm nay thì mình xin phép của anh em lời chúc tốt đẹp nhất. Và như em xem video này nếu mà hay đừng quên bỏ ra một vài giây với vào nút like, chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Trong phòng, Tiêu Viêm chậm rãi xoa cắm, thân tình lộ vẻ trầm ngâm. Đến nửa ngày sau, đột nhiên lật bàn tay lên, trên bàn tay xuất hiện một chiếc bình trong suốt, bên trong đó chính là Tử Tinh Nguyên. Bỏ lắp bình, Tiêu Viêm chấm ngón tay vào, cẩn thận dính một chút vào đầu ngón tay, nhất thời tại chỗ đó truyền đến một trận nóng rát đau đớn. Rút ngón tay ra, Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm vào một giọt Tử Tinh Nguyên trên đầu ngón tay. Trong cơ thể đấu khí lưu chuyển xuyên thấu qua ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến giọt Tử Tinh Nguyên đó, nhất thời một âm thanh nhỏ trầm đục vang lên. Một đoàn hỏa diễm màu tím nhỏ bốc lên. Theo ngọn lửa bốc lên, nhiệt độ tăng lên mạnh mẽ, khiến cho ánh mắt Tiêu Viêm cũng thoáng vẻ hư mị. Đồ ẩm không tồi, nhưng mà hơi đáng tiếc là một giọt Tử Tinh Nguyên sinh ra tử hỏa hơi ít. Tiêu Viêm cười gật đầu, nhưng mà trong giọng nói vẫn mang vẻ tiếc hận. Tử Tinh Nguyên vốn còn cũng không nhiều, một giọt chỉ có thể tạo ra được ngần ấy tử hỏa. Nếu đem dùng thì quả thật là mất nhiều hơn được. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào chiếc bình đựng Tử Tinh Nguyên, nhíu mày thấp giọng rồi nói: có điều tên tiểu tử này cũng không hấp thụ nhiều, nhưng khi phun nửa ra lại mạnh như là súng phun lửa vậy. Chậm rãi quay đầu đi, Tiêu Viêm nhìn Tôn Thiên Mãn nghi hoặc rồi nói. Ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm vào Tôn Thiên Mãn đang nằm ở trên giường. Sau một lúc lâu, Tiêu Viêm cau mày qua một lúc quan sát. Hắn phát hiện lúc mà Tôn Thiên Mãn sắp phun ra tử hỏa thì mấy chiếc răng nanh của nó tựa hồ là thẩm thấu ra một chút dịch thể. Mà tử hỏa vốn rất nhỏ, nhưng mà khi tiếp xúc với dịch thể thì thể tích tử hỏa tăng lên vọt lên gấp 10 lần. Là bởi vì có dịch thể này sao? Thấp giọng lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm mỉm cười, bàn tay cuộn lại, một cái bình khác lại xuất hiện trong lòng bàn tay, chợt tủm tỉm cười, chậm rãi hướng với Thôn Thiên Mãng đi đến. Trải qua một lúc vật lộn để ép tận lực, mà cái ánh mắt u oán của hắn, rốt cuộc cuối cùng Tiêu Viêm cũng lấy được lon nửa bình dung dịch màu xanh nhạt. Đưa lên mũi người thoáng có mùi vị lước bọt, Tiêu Viêm sắc mặt có chút cổ quái lắc đầu, liếc mắt nhìn Thôn Thiên Mãng, trong lòng thầm nói, tiểu gia hỏa này chẳng lẽ là giống cái? Nhẹ nhàng cầm hai chiếc bình chứa hai loại chất lỏng, Tiêu Viêm trầm ngâm một lát, bỗng nhiên phất tay, từ trong lạp giờ lấy ra một chiếc lô đỉnh đỏ sẫm. Sau khi đặt lên trên bàn, bấm tay búng mạnh vào lô đỉnh, thanh sắc hỏa diễm từ trong tay của Tiêu Viêm bắn ra, nhất thời bên trong dược đỉnh bốc lên nhiệt độ kinh người của hỏa diễm. Nhìn thấy bên trong dược đỉnh bốc lên hỏa diễm, Tiêu Viêm đưa tay vuốt lạp giới, lại lấy ra thêm vài cọng thảo dược toàn thân như là nhuộm lửa đỏ, vừa nhìn đã có thể biết bên trong ẩn chứa hỏa hệ năng lượng. Bàn tay vung lên, đem chúng ném vào trong dược đỉnh, sau đó khống chế thanh sắc hỏa diễm, trải qua quá trình tu luyện lặp đi lặp lại, đem nó biến thành một nhúm bột phấn màu đỏ. Đợi đến khi bột phấn màu đỏ xuất hiện, Tiêu Viêm dùng cả hai cái ống rỗng phân biệt hấp thụ, lấy ra một giọt dịch thể trong miệng của Thôn Thiên Mãn và một giọt Tử Tinh Nguyên, sau đó nhỏ vào trong dược đỉnh. Nhìn bên trong dược đỉnh bốc lên ngọn lửa, Tiêu Viêm mỉm cười, mười ngón tay linh hoạt hẳn lên, thanh sắc của hỏa diễm theo tâm niệm chật động không gian, không ngừng tăng giảm nhiệt độ. Tuy rằng loại biến hóa ngọn lửa này là khảo nghiệm cực kỳ khó đối với các luyện dược sư trong khả năng khống chế lửa, nhưng mà trải qua việc luyện hóa và sử dụng thanh liên địa tâm hóa, Tiêu Viêm đối với loại thao túng phức tạp này đã trở lên thành thạo. Bên trong dược đỉnh, thanh sắc hỏa diễm thật xinh đẹp đang nhảy múa. Sau một lúc lâu, nhiệt độ dần dần rút ra, hỏa diễm mãnh liệt cũng chậm rãi biến mất. Cuối cùng thông qua hỏa khẩu hóa thành một đốm lửa nhỏ chui vào ngón tay của Tiêu Viêm. Tuy rằng luyện dược tiêu hao rất nhiều năng lượng, có điều có thể thu lại chút nào hay chút ấy. Nhìn thanh sắc hỏa diễm đó tiến vào trong cơ thể, Tiêu Viêm cười cười, bàn tay vận công, một luồng kinh phong đem lô đỉnh lật ngược lại. Trong lô đỉnh xuất hiện ra ba khỏa đan dược màu đỏ, nhẹ nhàng bám vào tay của Tiêu Viêm. Bắt lấy ba khỏa đan dược nọ, Tiêu Viêm khóe miệng nhìn không được hiện lên một nụ cười. Loại này căn bản không thể gọi là đan dược, bởi vì chúng không có đặc tính của đan dược, bởi vì thứ này chỉ cần nuốt vào bụng, không có sự chuẩn bị tốt ngược lại khiến cho mình có chút thê thảm. Ngón tay cứ lấy một khỏa đan dược màu đỏ, đem nó cho vào miệng. Đợi đến khi cảm nhận được trong miệng có một cỗ nhiệt lăng nóng bỏng, trong cơ thể đấu khí nhanh chóng vận chuyển, sau đó cùng với cỗ nhiệt lăng kia va chạm. Khi chúng va chạm, Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng, tử sắc hỏa diễm với nhiệt lượng kinh khủng mạnh mẽ bốc lên, sau đó được đấu khí bao bọc lại trên bàn tay. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, uy lực có thừa. Miệng nhẹ thở ra một ngụm khí nóng, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn tử sắc hỏa diễm đang bốc lên mạnh mẽ trên tay. Lần này hàm tử hỏa đã đạt tới tầm của thanh niên địa tâm hỏa. Tiêu Viêm thoải mái hít một hơi, chỉ cần một giọt Tử Tinh Nguyên, một giọt nước bọt của Thôn Thiên Mãn, một ít thảo dược chứa hỏa thuộc tính là có thể đạt được hiệu quả như vậy, đã khiến cho hắn cảm thấy rất là vừa lòng. Hãy cứ tạm gọi nó là Tử Hỏa Đan đi.
cầm trên tay hai viên đan dược thì Viêm nhếch miệng rồi cười. Hiện tại hắn muốn xung hợp tử hỏa và thanh niên địa tâm hỏa chế tạo ra Phật Lộ Hỏa Liên, xem đến tụt cùng có bao nhiêu uy lực. Giống như cần một cái bia ngắm, tử hỏa đan, nhìn nó khuôn mặt của Tiêu Viêm dâng lên một nụ cười, xoay người đem Thôn Thiên Mãng mệt mỏi vì phụ nữ đang gục đầu ngủ thu vào trong tay áo. Sau đó cười tủm tỉm đi ra khỏi căn phòng vốn đã lung lay như muốn sập, đi tìm bia thịt để thí nghiệm xem uy lực của Phật Lộ Hỏa Liên đến tụt cùng là ra sao. Quay trở lại với Mặc Thiết Song binh đoàn, trên sân huấn luyện, lúc này cũng chính là thời gian huấn luyện của mọi người trong đoàn. Phần đông đoàn viên đều có mặt, mặt trời đã lên đến đỉnh, mọi người mồ hôi đầm đìa, đang tiến hành luận đoàn thân thủ. Ở quảng trường, lại một nơi rất mát, Tiêu Đỉnh đoàn trưởng đang đứng tại nơi đó, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua sân, khẽ gật đầu. La Bố tiên sinh, xem ra Sa Chi trong binh đoàn huynh đệ mọi người cũng đều có thực lực không tệ lắm. Trong khoảng thời gian này, thật là phiền người rồi. Nhìn ra giữa sân đang là thời gian ma hợp, các ngăn cách đã bị loại bỏ, nên nhiều trong binh đoàn đang đứng thành từng cặp. Tiêu Đỉnh quay đầu cười nói với La Bố bên cạnh. Đều là do Tiêu Đỉnh đoàn trưởng có biện pháp hay, ta bất quá chỉ là chấp hành mà thôi. La Bố lắc đầu, khóe mắt hàm chứa sự kinh sợ, nhìn sang phía của Hải Ba Đông. Trong một lần tình cờ, hắn đã gặp qua Hải Ba Đông động thủ, chính vì vậy hắn phi thường rõ ràng vì lão nhân này có thực lực cực kỳ khủng bố. Nhưng mà Tiêu Viêm lại có thể mở đến song binh đoàn này thì trong lòng không khỏi có vài phần kiêng kỵ, nên khi nghe Tiêu Đỉnh nói, hắn vội vàng khách khí trả lời. Tiêu Đỉnh tự nhiên biết được phía dưới sau mà hắn kiêng kỵ, nên cũng chỉ chuyện trò dăm ba câu, sau đó nghiêng đầu nhìn sang một bên dựa vào thân cây, thân hình có vẻ là buồn chán nhìn Hải Ba Đông cười rồi nói: "Ha ha, Hải lão tiên sinh, hiệu thuốc bắc của Thạch Mạc Thành không có loại dược liệu mà người cần hay sao? Yên tâm đi, ta đã sai phái người đi các vùng phụ cận tìm giúp người rồi. Nếu có tin tức, hắn sẽ rất nhanh hồi báo mà thôi." "Hay, cũng là tiểu tử nhà người có tâm. Tên tiểu tử Tiêu Viêm kia, sau khi tới nói cho ta biết tên của dược liệu, lại chui vào trong phòng không thấy ra nữa." Hải Ba Đông trên khuôn mặt lộ nét cười, hướng Tiểu Đỉnh rồi nói: "Sau lưng người khác nói bậy có vẻ là không tốt cho lắm." Tiếng cười nhạt nhạt vang lên, từ phía sau mọi người truyền đến. Âm thanh quen thuộc làm cho mọi người quay đầu lại, thấy Tiêu Viêm đang cười tiến lại. "Thương thế của ngươi đã tốt rồi hả?" Nhìn khí thế và tinh thần của Tiêu Viêm so với trước tốt hơn, trên khuôn mặt già lục của Hải Ba Đông hiện lên một chút kinh ngạc rồi nói: "Đúng vậy." Tiêu Viêm cười gật đầu. "Ây, quả nhiên là biến thái, trọng thương như vậy mà không đến một tháng liền hoàn toàn bình phục." Nhìn Tiêu Viêm gật đầu, Hải Ba Đông nhất thời cười khổ lắc đầu, đồng thời trong lòng cũng vì thủ đoạn của Tiêu Viêm mà kinh hãi. Cười lắc đầu, Tiêu Viêm cùng với Tiểu Đình mấy người trò chuyện một hồi. Sau đó ánh mắt bỗng nhiên phiên hồn dừng trên người của La Bố, mỉm cười nhưng lại khiến cho La Bố có chút sợ hãi. "Tiêu Viêm đoàn trưởng." Nhìn Tiêu Viêm đang chậm rãi đi tới, La Bố vội vàng chào. "La Bố tiên sinh, ở Mặc Thiết Song binh đoàn đã quen chưa?" Tiêu Viêm tủm tỉm cười rồi hỏi. Nhìn vẻ tươi cười của Tiêu Viêm, La Bố muốn chạy trốn ngay. Hiện giờ tin tức Mặc gia đại trưởng lão đã chết, cơ hồ là đã truyền khắp Gia Mã đế quốc. Tuy rằng mọi người đều không rõ là ai ra tay, nhưng mà La Bố trong lòng rõ ràng người ra tay tuyệt đối chính là tên thiếu liên có vẻ mặt vô hại trước mặt của mình. "La Bố tiên sinh, nhàn rỗi vô sự có thể giúp ta thực hiện một chút đồ vật được hay không?" Tiêu Viêm cười nói, rồi không đợi La Bố gật đầu nhấc chân bước ra ngoài bóng râm. Tuy rằng thực lực đã trở về cấp bậc đấu sư, nhưng mà Tiêu Viêm rất rõ ràng, đối với người như La Bố thì thái độ bỗng dưng ôn hòa thì mới có thể khiến cho hắn luôn là e dè, nghi hoặc rồi sợ hãi. Nghe được Tiêu Viêm nói vậy, La Bố sửng sốt, sau đó chỉ biết cười khổ gật đầu nhấc chân bước theo. Tiểu Đính, Tiểu Lệ, mấy người nhìn thấy hành động có vẻ quái dị đó, tuy ý liếc nhìn nhau rồi cũng tò mò đi theo mà xem. Chậm rãi tiến lên một góc sân huấn luyện rồi ngừng lại. Tiêu Viêm hướng tới La Bố đang đứng với vẻ không yên, lộ vẻ cười rồi nói: "Người hãy đem kết quả khả năng phòng ngự của bản thân bộc lộ ra đi, ta muốn thử xem uy lực của thứ mà ta mới cải tạo ra." "Sao?" Nghe vậy, La Bố khóe miệng nhất thời run lên, sắc mặt thoáng có chút co rút, nguyên lai là chính mình làm thành bia ngắm. Tiểu Đình và mấy người đều là cao tầng trong Mặc Thiết Song binh đoàn, nên khi thấy bọn họ tập trung ở đây, nhất thời các đoàn viên trên sân huấn luyện cũng xúm lại, tò mò nhìn Tiêu Viêm cùng với La Bố, coi chừng một chút. Đối mặt với sắc mặt xanh tím của La Bố, sau khi nhắc nhở một tiếng, ngón tay của Tiêu Viêm nhoáng lên, một quả đan dược màu đỏ hiện ra, sau đó bỏ vào miệng. Một lát sau, khóe miệng khẽ nhếch lên, tử sắc hỏa diễm bốc lên trên bàn tay của Tiêu Viêm có đấu khí cách ly. Nhẹ nhàng thao túng tử sắc hỏa diễm, tay phải bình thản đưa ra, thanh sắc của hỏa diễm chậm rãi bốc lên. Nhìn hai tay đang thao túng hai ngọn lửa bất đồng màu sắc, Hải Ba Đông hơi ngẩn người, chợt sắc mặt đại biến lẩm bẩm rồi nói: "Bà lội nó, tiểu tử này chắc là lại muốn sử dụng chiêu thức kia." Trong mắt của Hải Ba Đông dần dần nổi lên tia sợ hãi. Lúc này trong sân, Tiêu Viêm đã bắt đầu đem song trưởng từ từ hợp lại. Nhìn thấy cử động của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông sắc mặt rốt cục thì hoàn toàn thay đổi, bàn chân mạnh mẽ đạp xuống, thân hình trong ánh mắt kinh hãi của mọi người như là một tia chớp bằng phẳng lên trời, giọng the thé rồi nói: "Tiêu Viêm, ngươi là thằng điên, lần trước đã suýt chết mà lần này còn muốn nữa hay sao?" Ngẩng đầu nhìn lên không trung, Hải Ba Đông đang lộ hỏa đùng đùng,
Hắn không nghĩ tới lão gia hỏa này, thế nào lại e ngại vật lộ hỏa liên của mình. Tập truyện ngày nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, bấm vào nút like, chia sẻ đăng kênh hộ cho mình nhá. Cũng như là những em thấy quảng cáo đừng quên kích vào hộ cho mình những gói mì tôm Hảo Hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện chữ phần 8 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh NTG Gaming. Cuối cùng mình, NTG xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.